Phần 226, 227, 228, chương 86. Phần 226. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47. Sau khi Cố Trường Thanh đã dọn dẹp xong không gian phong ấn đầu tiên, anh ta đã đưa theo Trương Hổ và những người khác trở về. Từ ngày đó, không còn một sinh vật bên ngoài thế giới nào dám xuống. Hiện tại, số lượng sinh vật bên ngoài thế giới đang ở trong Lam Tinh, theo tính toán của tôi, ước khoảng 1 tỷ. Con số này không thể phủ nhận là đáng sợ. Lý do tại sao không gian phong ấn đầu tiên chỉ có gần 2 triệu sinh vật bên ngoài thế giới là vì nó rất nguy hiểm, hầu hết là những con quái vật cấp độ 7 trở lên. Và hầu hết những sinh vật bên ngoài thế giới xuống đây đều là cấp độ 5, 6, là những sinh vật ở tầng dưới nhất trong vũ trụ. Đến Lam Tinh, họ chỉ muốn làm chúa làm bá, không thể sống được ở trên bầu trời sao nữa. Nếu không có quỷ hội bảo trợ, họ sẽ không thể ngoan ngoãn như vậy. Trên nền tảng siêu thần, từ ngày đó cũng không còn quan tâm đến Lam Tinh. Với sự hiện diện của Cố Trường Thanh tại Lam Tinh, không ai có thể chạm vào tài nguyên trong không gian phong ấn nữa. Ngày hôm đó, cô Trường Thanh đã triệu tập mọi người trở lại và hiện đang trong phòng họp của văn phòng chính tại trung tâm thành phố trung tâm. Các thành viên hiện diện bao gồm Trương Hổ, Tương Thực, Triệu Phong, Chu Tước, Hạo Nhụy, Vương Dung, Mỹ Nguyên, Tiểu Đoàn và Vua Khỉ. Vua Khỉ mặc một bộ giáp đại thánh hắc ám, hình dạng của nó đã có thể biến thành hình dạng của con người, hình dạng ban đầu của giáp đại thánh hắc ám không khác biệt. Cố Trường Thanh ngồi trên ghế chủ tọa, các thành viên khác ngồi ở hai bên bàn họp. Cố Trường Thanh vuốt nhẹ ngón tay thon dài, gõ nhẹ vào bàn, lời nói đến với mọi người hãy nói về chỉ số tiềm năng của các anh em và trọng số siêu thần văn trên cơ thể. Hôm nay, anh ta sẽ tăng cường 2000 điểm tiềm năng sao cho mọi người và đẩy sự hòa trộn thần văn thần linh của họ đến giới hạn. Anh đã lấy đi thần linh kiếm đế thần văn cấp độ 26 của Tinh Vô Cực và thần linh huyền minh thần văn cấp độ 25 của Tử Minh Thánh Tử. Ngoài ra, trong tháp di sản thần linh đế quốc có rất nhiều loại thần văn khác nhau. Nhưng hầu hết chỉ là khoảng 15 lớp. Tuy nhiên, đủ để sử dụng. Cố Trường Thanh sẽ giúp họ nâng cấp trọng số thần văn thần linh của chính mình. Sau khi trở về, anh đã đi đến tháp di sản thần linh đế quốc và lấy đi một số thần văn mạnh mẽ hơn người mạnh nhất là trương hổ và chu tước có thần văn thần văn ma vương cấp độ 22 và thần văn phượng hoàng thần của chu tước nhưng cả hai đều chưa đủ cần phải nâng cấp thêm các thành viên khác cũng tương tự nếu không nâng cấp trong tương lai khi rời khỏi hành tinh xanh họ sẽ không thể đấu tranh bên ngoài tác dụng của dấu ấn bí ẩn trong tay cố trường thanh thật sự quá phi thường việc sử dụng thiết bị thần văn thần linh của đế quốc để nâng cấp thần văn thần linh mất vài tháng hoặc nửa năm nhưng trước dấu ấn bí ẩn của anh ta chỉ mất vài phút là có thể hoàn thành. Trước tiên, Trương Hổ nói, Lão đại, chỉ số tiềm năng của tôi hiện tại là 5.000 sao, trên cơ thể tôi có thần văn ma vương tướng quân của đế quốc cấp độ 22. He he, lão đại, huynh nghĩ tôi có thể nâng cấp đến trọng số nào của thần văn thần linh. Anh ta hào hứng nhìn cố trường thanh, gần đây gặp quá nhiều sinh linh mang trọng số giáp đại thánh hắc ám cấp độ 25 và 26, anh ta thực sự không thỏa mãn với hiện tại. Chỉ số tiềm năng 5.000, nâng cấp lên 33 không có vấn đề. Cố trường thanh ra hiệu, đến đây, ta sẽ trực tiếp hòa trộn và nâng cấp cho chú mày. Được rồi. Trương Hổ đứng dậy và đến gần Cố Trường Thanh, cúi xuống. Phần 227. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47. Cố Trường Thanh lật tay, lấy ra một mảnh thần văn thần linh cấp độ 1 cộng 1 và đưa vào tâm thức của Trương Hổ. Sau đó, ngón tay của anh ấy chạm vào trán của Trương Hổ để kích hoạt sức mạnh của dấu ấn bí ẩn, hòa trộn mảnh thần văn thần linh cấp độ 1 cộng 1 với thần văn thần linh cấp độ 22 của Trương Hổ. Bom. Sau một khoảnh khắc, trên cơ thể Trương Hổ, bất ngờ phát ra một áp lực kinh hoàng. Trong thời gian ngắn chưa đến 5 phút, Thần Văn Thần Linh cấp độ 33 đã hoàn thành. Oa, wow, quá mạnh. Lão đại, anh thật là thần kỳ, đơn giản là vô đối. Trương Hồ cảm nhận sức mạnh hùng mạnh của Thần Văn Thần Linh cấp độ 33 trong tâm thức mình, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. "Xuống đi, đến lượt Chu Tước." "Ô cái." Chu Tước với khuôn mặt tinh xảo đầy phấn khích đến gần Cố Trường Thanh và cúi xuống. Cố Trường Thanh làm theo cách cũ, hòa trộn Thần Văn Thần Linh Phượng Hoàng của cô ấy lên cấp độ 33. Tây Vệ và cả hai người, đến đây Tôi sẽ nâng cao một số chỉ số tiềm năng cho bạn. Được. Cả hai người đều đồng ý và đến gần hai bên Cố Trường Thanh. Cả hai chỉ số tiềm năng đều là 4.000 sao. Cố Trường Thanh đã nâng cao chỉ số tiềm năng của họ lên 5.300 sao. Sau đó, anh ấy lấy ra thần văn đại thiên cấp độ 34 của Tây Vệ và hòa trộn nó với thần văn hoàng thiên cấp độ 33 đã hòa trộn trước đó của anh ấy. Tiếp theo, Cố Trường Thanh từng người giúp Trương Phong, Ngô Nôi, Vương Dung, tiểu đoàn đoàn nâng cao chỉ số tiềm năng của họ lên 5.300 và nâng cấp thần văn song hà. Thần văn thần phong, thần văn tinh phong và thần văn thanh phụng của họ lên cấp độ 33. Khi giúp đỡ họ nâng cấp và hòa trộn, Cố Trường Thanh cảm thấy cả cơ thể của mình như bị hút trống. Ánh mắt của anh hướng về vị trí của Khỉ Vương Vương Hồng. "Ông chủ, nếu ông mệt rồi, tôi có thể chờ đến sau cũng không sao." Vương Hồng có thể nhận ra rằng ông chủ có thể đã đạt đến giới hạn và lo lắng nói: "Không sao, đến đây, để tôi xem Cố Trường Thanh thần linh đại thánh của bạn." Cố Trường Thanh giơ tay, cho nó biết đến gần. Vương Hồng gật đầu, đến gần và cúi xuống trước mặt anh. Cố Trường Thanh sử dụng dấu ấn bí ẩn để kiểm tra và ngạc nhiên phát hiện rằng do dòng máu của Vương Hồng, Cố Trường Thanh thần linh đại thánh đã hoàn toàn phục hồi và có tiềm năng không giới hạn. Khỉ, tiềm năng của ngươi vô cùng lớn, mặc dù thần văn linh đại thánh của bạn chỉ là một cấp độ, nhưng khi ta giúp ngươi nâng cao một số tiềm năng, thậm chí cấp độ 355 cũng không chắc đã là đối thủ của bạn. Ông chủ, thực ra tôi cũng có cảm giác đó. Vương Hồng cao đầu, nó không hề giả vờ, chỉ cần tiếp tục tu luyện như thế này, nó cảm thấy có thể làm mưa làm gió trên không gian. Với mức tiềm năng càng cao, thần linh đại thánh của nó càng có thể phát huy sức mạnh cao hơn thậm chí không cần quan tâm đến cấp độ cố trường thanh gật đầu nhẹ nhàng tương lai hứa hẹn đấy sau khi nói xong cố trường thanh giúp nó tăng cường tiềm năng trực tiếp lên năm nghìn sao vương hồng cảm nhận sức mạnh mới cúi đầu cảm tạ cảm ơn ông chủ sau khi hoàn thành việc nâng cấp cho nó cố trường thanh đã cảm thấy một chút chóng mặt ông nhìn về phía mọi người và nói nhẹ nhàng ta cần nghỉ một vài ngày lệnh cho 5 triệu binh sĩ đế tinh robot dọn sạch sinh vật ngoài vũ trụ trên sao lam Tiếp theo, nếu có không gian phong ấn khác được mở, hãy gửi binh sĩ phù hợp vào để dẹp loạn. Trước tiên, hãy chỉnh đốn tình hình sao lam, khôi phục lại trạng thái trước khi sự biến đổi thiên địa, sau đó mới nhìn về không gian sâu hơn của vũ trụ. Số lượng binh sĩ đế quốc lên tới 5 triệu, tất cả đều có 9 lớp thần văn, cấp 3 trở lên và có khả năng nhận biết các chủng tộc. Trương Hổ đứng lên, gật đầu nặng nề và nói: "Được rồi, ông đi nghỉ trước, chuyện tiếp theo để cho chúng tôi xử lý. Chỉnh đốn tài nguyên tốt, từ hôm nay trở đi, đổi tên hội quỷ thành đế hội." tất cả các thành viên của đế hội không thể rèn luyện vượt quá 3000 tinh tú trong vòng nửa năm, tất cả đều bị đuổi ra khỏi hội. Cố Trường Thanh đứng dậy, nói nhẹ nhàng, hội đế không nuôi những phế phẩm. Nói xong, anh quay lưng ra khỏi phòng họp. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận về cách chỉnh đốn sao lam Sau khi Cố Trường Thanh đi ra, dẫn đầu bởi Trương Hổ, họ bắt đầu cuộc họp. Tây vệ nói, sao Lam hiện tại quá hỗn loạn, không còn cần bất kỳ quốc gia nào nữa. Từ giờ trở đi, tất cả con người trên sao Lam đều thuộc về người dân đế quốc, điều này phải được thực hiện ngay, Ngô Nguyễn cũng gật đầu. Câu nói của Tây vệ đúng, mục tiêu của chúng ta trong tương lai là vũ trụ, đế quốc đang nổi lên và không thể trần trừ, chúng ta cần đạt được sự thống nhất và loài người cũng cần trở lại không gian. Phần 228. Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47. Triệu Phong nói, những việc như vậy, chúng ta hãy để cho vương nhiệm và các nguyên lão quản lý. Chúng ta giỏi trong việc đánh giết, nhưng trong lĩnh vực này chúng ta không rành. Trong tương lai, để họ quản lý tài chính và dân số của đế quốc, Chúng ta chỉ cần làm việc là làm cho kẻ thù hoảng sợ và chiến đấu trong không gian." Trương Hổ gật đầu, đồng ý với đề xuất của Triệu Phong, nói: "Họ thực sự phù hợp để quản lý những việc này, chúng ta hãy đi đến phòng họp trung tâm và mời họ đến để thảo luận cùng." "Được, đi thôi." Mọi người đứng dậy, rời khỏi văn phòng tổng, đi đến phòng họp trung tâm. Cố Trường Thanh trở về phòng ngủ, vừa mới thay một bộ đồ ngủ, bỗng nhớ đến kẻ điên cuồng ở khu 2, hỏi Mỹ Nguyên: "Tiểu tử, em có biết về kẻ điên cuồng ở khu 2 không?" Vũ Miễn trả lời: "Chủ nhân, em biết ạ." À? ông ta là chủ nhân thứ ba của đế quốc vì sự cố trong việc hòa hợp bốn lớp thần văn ông ta đã trở nên thất thường trong tâm trí đôi khi tỉnh táo đôi khi điên cuồng sau cuộc chiến vạn chủng tâm trí của ông ta hoàn toàn bị hỏng còn việc ông ta không bị tác động bởi lời nguyền hư không em cũng không tìm ra được lý do vậy à cố trưởng thanh an lòng hiện tại trạng thái của anh quá tệ anh không muốn quan tâm đến bất cứ việc gì nằm xuống giường và sớm đi vào giấc ngủ việc nâng cấp hòa hợp cho họ đã tạo ra một sự tiêu hao quá lớn trung tâm hội nghị trung ương trương hổ mời vị vương nhiệm Hoàng Mạnh Quốc và Long Chính Quốc để thảo luận và sau đó chuẩn bị triệu tập các nhà lãnh đạo toàn cầu. Chẳng bao lâu sau khi cuộc họp kết thúc, 5 triệu người lính thiên đế rời khỏi thành trung ương và bắt đầu tiến hành dọn dẹp sinh vật ngoài vũ trụ trên hành tinh xanh. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, các sinh vật ngoài vũ trụ bị mắc kẹt trên hành tinh xanh và không thể rời khỏi đã bị lính thiên đế tiêu diệt trong sự tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng. Trong khi đó, cách đây 5 ngày, các nhà lãnh đạo quốc gia đã tập trung tại trung tâm hội nghị thành trung ương. Sau khi cuộc họp này kết thúc, tất cả đã tuyên bố giải tán quốc gia và từ đó tất cả con người trên hành tinh xanh đều thuộc về dân của đế quốc. Và sau 3 ngày, vào 8 giờ sáng, đế quốc sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Chủ nhân đế quốc Cố Trường Thanh sẽ trực tiếp xuất hiện để tuyên bố thời đại đế quốc và thời đại của những người mang hình sam thần văn toàn dân. Khi tin này được công bố, 320 triệu người trên hành tinh xanh đều bị kích động không tả được. Hôm nay chính là ngày tổ chức cuộc họp báo công bố thành lập đế quốc. Tòa tháp trung tâm của thành trung ương, tầng 12, một phòng lớn để thảo luận. Hơn 100 phóng viên đã có mặt, phòng lớn trang bị nhiều máy quay chiếu đầy đủ góc nhìn 360 độ lên sân khấu. Tại hiện trường, có 9 người lính thiên đế cấp 5 trông coi. Vào khoảng 9 giờ 48 phút sáng, gần như tất cả mọi người trên hành tinh xanh, trên điện thoại, máy tính hoặc trên tivi đều tập trung theo dõi nền tảng đế quốc. Thời đại của những người mang hình xăm thần văn toàn dân của đế quốc sẽ sắp đến, trong lòng mỗi người đều có một niềm hân hoan không thể diễn tả. Ai chẳng mơ ước được sở hữu sức mạnh mạnh mẽ đến mức có thể bay lượn trốn tránh, phải không? Sắp có thể gặp anh chủ cố rồi, thật sự hào hứng. Trở thành chủ nhân của đế quốc, chúng ta có thể gọi anh chủ cố như vậy nữa không? Nếu không thể gọi anh chủ cố, khi chúng ta gặp anh ấy sau này, chúng ta nên gọi anh ấy như thế nào? Một tiếng thở dài phát ra, đây thực sự là một vấn đề, chúng ta tất cả cần suy nghĩ một chút. Các phóng viên có mặt tại đó đều rất hào hứng, nhưng lại đau đầu về việc phải gọi anh cố trưởng thanh như thế nào sau này. Không thể gọi anh ấy là ông chủ cố hay lão đại cố nữa chứ. Mọi người đang suy nghĩ. Thôi, chúng ta không thể nghĩ ra ngay bây giờ, chờ hỏi trực tiếp anh cố sau đây, chúng ta nên gọi anh ấy như thế nào. Những phóng viên này thực sự không thể nghĩ ra, không có cách nào phù hợp để gọi. Tất cả đều cho rằng việc hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn. Chức năng hội viên đã mở, các bạn có thể donate qua hình thức mua hội viên để ủng hộ kênh nhé. Cùng khám phá nào. Chân thành cảm ơn các bạn.